chẩn đoán vô sinh. Ca sĩ tài năng Jessie J mới đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ The Time Weekend. nữ ca sĩ người Anh tiết lộ rằng cô sẽ cân nhắc việc nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ để được làm mẹ trong tương lai sau khi các bác sĩ chẩn đoán rằng cô bị vô sinh. Năm 2014, bác sĩ nói với Jessie rằng cô không bao giờ có thể sinh con nhưng nữ ca sĩ 31 tuổi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ thực hiện được ước mơ trở thành một người mẹ. Ngôi sao nói có những ngày tôi nghĩ rằng tôi có thể có con còn có những ngày thì không. Tôi phải chấp nhận rằng, để được làm mẹ sẽ là một trận chiến. Khi được hỏi, liệu cô có xem xét các cách khác để có con hay không? Ngôi sao của bản hit Domino nói thêm, tôi có thể sẽ nhận con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ. Tôi cũng từng cầu nguyện tôi có con theo cách tự nhiên. ZCG nói thêm là cô đã gặp con gái của bạn trai Channing ta từng, bé Everly. 8 tháng sau khi cô và Channing hẹn hò, nữ ca sĩ tài năng chia sẻ bé Everly rất đáng yêu và cô không cảm thấy có gì khó khăn khi trò chuyện với cô bé. Jessie cũng phủ nhận tin đồn cô và Channing ta từng sẽ kết hôn trong tương lai gần. Vĩnh Ngọc. Theo đề xem.